Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài 15 tiết thứ 3, đó là tiết nghe viết thư viện. Hoạt động đầu tiên chúng mình sẽ thực hiện đó là thầy sẽ đọc mẫu đoạn nghe viết. Chúng mình sẽ nghe viết từ đây là thư viện của các em cho đến nếu ở nhà có sách gì các em muốn bạn khác cùng đọc, hãy mang đến đây. Đây là một đoạn trong bài đọc thư viện. Và bây giờ chúng mình có thể quan sát vào bài đọc ở trong sách giáo khoa, cũng như là quan sát lên màn hình lắng nghe thầy đọc một lần. Sau đó chúng mình sẽ thực hiện một số hoạt động về cách trình bày cũng như luyện viết một số từ khó trong bài nghe viết thư viện. Bây giờ thầy sẽ đọc mẫu và chúng ta sẽ lắng nghe cũng như quan sát thầy đọc. Thư viện. Đây là thư viện của các em. Các em có thể đọc bất kỳ quyển sách nào ở đây. Cứ thoải mái vào thư viện khi nào thấy thích. Nếu muốn, các em có thể mượn sách về nhà đọc. Nhưng đọc xong thì phải trả lại nhé. Nếu ở nhà có sách gì các em muốn bạn khác cùng đọc, hãy mang đến đây. Bây giờ chúng mình có thể dừng lại và đọc lại đoạn nghe viết này. Sau khi chúng mình đọc xong, hãy cho thầy biết đoạn văn nói về nội dung gì. À, đúng rồi, chúng mình có thể thấy đây là một đoạn văn nói về lời nói của thầy hiệu trưởng, đúng không? Trong bài đọc thư viện. À, đúng rồi. Như vậy thì chúng ta thấy đoạn văn nói về lời của thầy hiệu trưởng nói với các bạn ấy là hãy đến thư viện đọc sách, đúng không? Ngoài ra, các bạn ấy có thể mang những quyển sách ở nhà và đến thư viện để các bạn khác cùng đọc, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng mình hãy quan sát lại đoạn nghe viết này và cho thầy biết trong đoạn nghe viết này gồm có bao nhiêu câu? À, đúng rồi. Trong đoạn nghe viết này, chúng mình thấy sẽ có những câu sau. Đây là thư viện của các em là một câu. Các em có thể đọc bất kỳ quyển sách nào ở đây, câu thứ hai. Cứ thoải mái vào thư viện khi nào thấy thích, đó là câu thứ ba. Câu thứ tư đó là nếu muốn các em có thể mượn sách về nhà đọc và câu thứ năm nhưng đọc xong thì phải trả lại nhé và câu thứ sáu nếu ở nhà có sách gì các em muốn bạn khác cùng đọc hãy mang đến đây. Vậy trong bài nghe viết này chúng ta sẽ có 6 câu. Chú ý ở đây chúng ta thấy là sau các dấu câu thì sẽ như thế nào? À, đúng rồi. Sau các dấu câu, sau dấu chấm thì chúng ta thấy chữ đầu tiên sau dấu chấm sẽ là viết hoa, đúng không? Tiêu đề chúng ta sẽ viết hoa. Chữ đầu dòng chúng mình cũng sẽ viết hoa, đúng không? Và trong bài có những dấu câu nào? Chính xác. Trong bài chúng ta có thể quan sát thấy những dấu câu như là dấu chấm và dấu phẩy, đúng không? Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta luyện viết một số từ khó như sau. Từ đầu tiên, chúng ta có thể lấy vợ và có thể viết vào từ khó này. Đó là từ thoải mái. Thoải mái. Từ thứ hai đó là quyển sách. Quyển sách. Chúng mình cố gắng luyện viết hai từ khó này.
Và bây giờ chúng ta sẽ phải gạch chân những từ khó. Và ngoài từ khó, hai từ khó thầy vừa hướng dẫn thì chúng ta có thể là tìm thêm những từ khó, từ dễ viết sai chúng mình có thể luyện viết. Và bây giờ thầy sẽ lưu ý một số điều khi trình bày bài viết. Đó là chúng mình chữ đầu dòng chúng ta sẽ lùi vào hai ô ly, đúng không? Và sau đó chúng ta thấy là chữ đầu dòng chúng mình cần phải viết hoa, sau dấu chấm chúng ta cũng phải viết hoa, đúng không? Và một số lưu ý khi chúng ta sẽ ngồi viết, đó là tay cầm viết và một tay giữ trang vở. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng, chân đặt đúng vị trí. Và khoảng cách từ mắt đến vợ sẽ là 25 đến 30 cm. Và khi đó chúng ta chú ý nhé, là cần phải ngồi viết đúng tư thế để tránh các bệnh về cột sống. Và bây giờ chúng ta sẽ mở vợ và thầy sẽ đọc một câu là hai lần. Chúng mình không nghe kịp thì chúng ta có thể dừng video và viết nhé. Chính tạ nghe viết thư viện. Đây là thư viện của các em. Chấm. Đây là thư viện của các em. Chấm. Các em có thể đọc bất kỳ quyển sách nào ở đây. Chấm. Các em có thể đọc bất kỳ quyển sách nào ở đây. Chấm. Cứ thoải mái vào thư viện khi nào thấy thích. Cứ thoải mái vào thư viện khi nào thấy thích. Chấm. Nếu muốn vậy các em có thể mượn sách về nhà đọc. Chấm. Nếu muốn vậy các em có thể mượn sách về nhà đọc. Chấm. Nhưng đọc xong phải trả lại nhé. Chấm. Nhưng đọc xong thì phải trả lại nhé. Chấm. Nhưng đọc xong thì phải trả lại nhé. Chấm. Nếu ở nhà có sách gì các em muốn bạn khác cùng đọc, vậy hãy mang đến đây. Nếu ở nhà có sách gì các em muốn bạn khác cùng đọc, vậy hãy mang đến đây. Chấm. Như vậy là chúng ta đã nghe viết xong bài thư viện. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại. Thầy sẽ đọc xong đó chúng mình sẽ rà soát lại nhé. Nghe viết chính tạ nghe viết thư viện. Đây là thư viện của các em. Chấm. Các em có thể đọc bất kỳ quyển sách nào ở đây. Chấm. Cứ thoải mái vào thư viện khi nào thấy thích. Chấm. Nếu muốn vậy
Các em có thể mượn sách về nhà đọc chấm, nhưng đọc xong thì phải trả lại nhé chấm. Nếu ở nhà có sách gì các em muốn bạn khác cùng đọc, vậy hãy mang đến đây chấm. Chúng ta sẽ phải kiểm tra lại những chữ đằng sau dấu chấm xem có viết hoa không, kiểm tra lại dấu chấm, dấu phẩy và các từ khó chúng mình đã được học. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động làm bài tập. Ở trong bài tập 2 chúng mình sẽ làm đó là ghép các từ phù hợp với chân hoặc là chân. Thì ở đây chúng ta sẽ có các từ trên cây, đó là lý, thành, trọng, dung và tình. Chúng mình sẽ phải ghép các từ phù hợp với hai từ, đó là từ chân và từ trân. Vậy thì chúng mình hãy thảo luận và sắp xếp cho thầy từ nào ghép được với từ chân. Và trong những từ trên cái cây này là những bông hoa, những trái, đó là trái có từ lý, từ thành, từ trọng, từ dung, từ tình. Chúng mình sẽ phải hái những cái từ này vào những cái giỏ cho phù hợp, đó là từ những cái từ đó phù hợp với từ chân hay là từ trân. Nào, bây giờ chúng mình cùng thảo luận nhé. Thì ở đây chúng ta thấy từ đầu tiên chúng ta thấy là chân, thì thường nói là chân lý đúng không? Tiếp theo đó là chân thành. Từ trọng ở đây thì chúng ta thấy là trân trọng và chân dung. Tiếp theo đó là chân tình. Ở đây chúng ta thấy chỉ có một từ, đó là từ trân trọng. Còn lại chúng ta sẽ đi ghép với là từ chân, đúng không? Bạn nào có cùng đáp án với thầy là đúng nhé. Câu tiếp theo chúng mình sẽ làm đó là bài tập 3. Trong bài tập 3 chúng ta sẽ chọn chờ hoặc là trò thay cho bông hoa. Chọn từ chờ ở đây đó là CH và từ trò ở đây đó là tờ và chữ R nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc bài Hát tới trường trích. Thầy sẽ đọc xong đó chúng mình cùng thảo luận và thay tìm những từ, đó là từ âm chờ và âm trờ, ghép vào những từ đằng sau bông hoa này. Và sau đó chúng mình sẽ quan sát lên bài làm của thầy để kiểm tra lại. Bây giờ thầy sẽ đọc, sau đó chúng mình hãy cố gắng thảo luận và điền chọn âm chờ hoặc là âm trờ điền trước những phần đằng che bông hoa đây nhé. Bố mẹ đi làm, ta đi học nhé, áo quần sạch sẽ, bầu, đây là vần ơi trong xanh, giữ gìn bàn, vần ân, đừng quên đôi dép, giữ gương mặt đẹp, nhớ đừng giận nhau, con đường thì dài, đôi vần ân thì ngắn, thời giờ nghiêm lắm. Và chúng ta sẽ phải điền từ gì đằng trước đây, chẳng thích rong, và chúng ta sẽ điền nhé. Nhưng mà bạn ơi, xin đừng, chúng ta sẽ phải điền chờ hoặc là trờ vào đây. Có đội tới, chúng ta sẽ phải điền chờ hoặc là trờ vào đây. Nào, bây giờ chúng ta sẽ dừng video và điền âm chờ hoặc là âm trờ thay cho bông hoa. Và bây giờ sau khi chúng mình điền xong, chúng ta cũng kiểm tra lại bài làm của chúng mình nhé. Bạn nào điền như sau sẽ là đúng, đó là bố mẹ đi làm, ta đi học nhé, áo quần sạch sẽ, bầu trời trong xanh, giữ gìn bàn chân, đừng quên đôi dép, giữ gương mặt đẹp, nhớ đừng giận nhau, con đường thì dài, đôi chân thì ngắn, thời giờ nghiêm lắm, chẳng thích rong chơi, chờ đây chờ. Nhưng mà bạn ơi, xin đừng chạy vội, có đoàn có đội tới trường cùng nhau, đúng không? Chúng ta chú ý có những từ ở đây thầy đã chưa kịp điền. Ở đây chẳng thích rong chơi và tới trường cùng nhau, chúng mình chú ý nhé. Vậy là thầy cũng đưa lên đáp án, việc của chúng mình sẽ phải kiểm tra lại bài làm của chúng mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 3 ở câu B. Ghép các tiếng phù hợp với dân hoặc là dâng, giờ,
ớn, ân và giờ, vần ông để tạo thành từ. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ phải ghép các từ như là trào, số, số, làng, hiến, tộc, cư vào với một từ, đó là từ dân hoặc là từ dâng. Nào bây giờ chúng mình cùng thảo luận và điền cho thầy nghĩa từ, và chúng ta thì ghép phù hợp với từ dâng hoặc là từ dân để tạo thành một từ. Từ thì phải có nghĩa nha các em. Ở đây chúng mình có thể tạo và ghép như sau, đó là từ dâng trào đúng không? Nếu như từ số chúng ta sẽ ghép là dân số hoặc là dân làng đúng không? Và dâng hiến, dân tộc và dân cư. Cụ thể các từ sẽ tạo thành, các tiếng sẽ tạo thành những từ, đó là dân số, dân làng, dân tộc, dân cư. Dâng ở đây sẽ là dâng trào và dâng hiến. Vậy là thầy cũng đã đưa lên đáp án. Việc của chúng mình sẽ phải kiểm tra lại bài làm của chúng mình xem có đúng hay không. Vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài nghe viết thư viện. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Còn bây giờ, việc của chúng mình sẽ là kể lại cho người thân nghe câu chuyện Mặt Trời Mọc ở Đàng Tây. Nếu có thể thử làm vài câu thơ về mặt trời và về nhà, chúng mình sẽ tìm và đọc câu chuyện này. Ngoài ra, dựa vào câu chuyện đó, chúng ta sẽ thử làm một số bài thơ về mặt trời nhé. Như vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài nghe viết thư viện. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo.